Tổng khoa đầu tiên xin chào các bác nhé. Hôm nay giới thiệu bác một cái dòng loa cao cấp nhất trên thị trường Việt Nam và cũng là trên thị trường Trung Quốc, đó là dòng loa AT109. Thì trước khi đi chi tiết về cái sản phẩm loa AT109 này thì em xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán nhé. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết về dòng loa AT109 này. Đối với dòng loa AT109 này thì các bác sử dụng thì các bác biết rồi. Tại sao nó là dòng loa cao cấp? Bởi vì là dòng loa này nó sẽ có hai loa đi theo các bác nhá. Nó là sử dụng một con loa bát này và một con loa tép bên sườn này. Đấy, nó hiện đại là ở chỗ đấy các bạn. Và dung lượng pin của nó cũng tương đối là ok. Thời gian sử dụng của nó từ 10 đến 20 tiếng do mức sử dụng các bác nhá. Đấy, sử dụng của nó cực kỳ là ok luôn. Và dòng loa này nó là được các bác đánh giá, nó là dòng loa cao cấp nhất trên thị trường. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết về dòng loa này. Khi các bác mua hàng nhé, sẽ được một cái sạc này. Sạc đây là sạc loa này. Hai dây sạc điều khiển này. Thì nó cũng như dây sạc điều khiển của con Q92, Q93 các thứ thôi. Nó cùng một cái dòng điều khiển như thế. Đây là điều khiển của nó cũng sử dụng lẫn được với nhau. Nhưng mà các chức năng ở trên này trên điều khiển này nó là khác nhau nhá. Đây nút ghi âm này, nút chạy cả bát cả chép này, đây nút chạy chép chạy bát này. Đấy, nó tách rời riêng loa bát và loa tép ra nhá. Đấy, chúng ta sử dụng thì rất là dễ thôi. Con loa này thì rất dễ sử dụng thôi. Các bác thích đánh nguyên tép cũng được, mà thích đánh cả tép cả bát cũng được. Và bên dưới này nhá, nó sẽ có một túi đựng loa. Túi đựng loa của nó cũng riêng biệt nha các bác nhá. Túi đựng loa của nó sẽ có một bên sườn là để lỗ thoáng, chứ không túi đựng loa nào có thể chung được với con X19 này, hay là gọi là con AT109 này. Ngày xưa nó là con X19 đấy các bạn, nó nổi tiếng là con X19. Sau một năm thì bên Trung Quốc họ mới đổi thành AT109. Thì nó cũng sử dụng như nhau thôi. Con X19 thì tiếng của nó là tiếng Trung, nhưng mà con AT109 này thì của nó là tiếng Anh. Đấy, nó rất dễ thôi. Đây, thông số kỹ thuật đây. 4.400 manh pin của nó đấy. 4.400 manh nhá. Hơn cả con AT100 luôn. Con AT100 là 4.000, nhưng con này 4.400 manh. Dung lượng pin của nó cực kỳ cao. Và dòng này của nó được đánh giá là dòng cao cấp nhất. Toàn bộ vỏ của nó bằng hợp kim nhôm. Đấy, vỏ bằng hợp kim nhôm. Mặt trên của nó bằng sắt, mặt dưới của nó bằng sắt, như các mọi con loa khác thôi. Và loa bát của nó đây, dung lượng bát của nó đây các bác này, bát của nó vẫn chạy 280W như con AT100. Đấy, và chất lượng của nó thì cực kỳ ok. Và trên mặt điều khiển của nó thì nó có nút chỉnh sang chét sang bát này, và chỉnh cả chét cả bát cùng chạy cùng một lúc này, cực kỳ chất lượng luôn. Sau đây em test thử chất lượng cho các bác xem cái dòng loa này nhá. Dòng loa này nó là dòng loa cao cấp nhất, được đánh giá là dùng ổn định ok nhất. Và nhà em có cả đầy đủ phụ kiện để cho các bác thay thế khi hỏng nhá. Ê, con loa này hết pin các bạn, con loa này bị hết pin. Em lấy con khác ra thử cho các bác xem. Hàng số lượng hàng nhà em về thì cực kỳ nhiều, số lượng này không bao giờ hết được hàng, nên là các bác an tâm khi mua hàng nhà em nhá. Thứ nhất là được các chế độ bảo hành này, như công ty chúng em bảo hành cho bọn em luôn. Đấy, chứ không phải như nhiều nơi bảo hành thì lúc bảo hành thì khó khăn, nhưng riêng nhà em bảo hành thì cực kỳ ok luôn. Đây các bạn này, bật lên nha, nó sẽ ở chế độ chạy đi chạy lại một bài. Và chúng ta sẽ bật. Đấy, đây là em đang chạy cả bát cả tép này. Là miền Bắc đang đánh hét này, cực kỳ chất nhá. Đây, sau đây em sẽ chuyển sang chế độ tép này, nó chạy nguyên tép này và nó chạy nguyên bát này. Đấy, đây là gặp chạy cả bát cả tép. Đấy, nó có
cái nút gạt trên này mà các bác. Đây, nút gạt đây, bác test đây. Nói chung là để chất lượng của một con loa này thì nó quá là đẳng cấp rồi các bạn. Đấy thì số lượng nhà em về cực kỳ nhiều. Nhà em là chuyên xỉ lẻ tất cả các dòng loa điều khiển từ xa. Thì bác nào cần xỉ lẻ các dòng loa điều khiển từ xa thì cứ liên hệ em. Số điện thoại em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Bác nào xem được video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Xin cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt các bác. Hẹn các bác video sau.